bạn đến với tiệc tất niên tại câu lạc bộ Lan Anh nha. Mày anh em ý mắt của béo. Rồi, xin chúc sức khỏe ơi. Chúc mừng sức khỏe mọi người năm 2018. Rạng người tươi sáng, mã đáo thành công. Câu lạc bộ Lan Anh truyền hình trực tiếp chương trình trọng đại của một nam ca sĩ có tuổi nhưng chưa có tên nhưng cực kỳ hot. Mời anh. Nguyễn Phi Hùn. Nói đi em, mau tan rã trong đời hoài trắng. Và em mang sông đi suốt cánh dài. Hey, hết rồi, finish. Rồi, giơ tay đi mọi người ơi.